Dạ không, tại vì em chỉ đi làm, em làm vật lý trị liệu ở Gò Vấp lận. À, sáng em đi tối vật lý trị liệu á. À, vật lý trị liệu hả? Dạ. Làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 10 giờ sáng em đi tới 10 giờ tối em về. Mẹ chồng nè, khi cưới con dâu về đó, mình có muốn con dâu như thế nào với gia đình không? Thời bây giờ 4.0 rồi, không phải như xưa mình. Dạ. Giống như hồi xưa nếu mà cô chưa gặp Thảo cũng vậy đó, cô nói nếu mà cô mà có con dâu cô rất thương và dễ, không bao giờ mà kiểu như là giống như hồi xưa mà cơm canh nước mà phải canh chừng. Dạ. Cô nghĩ vậy đó, nên chỉ trông về à, đứa này đứa kia đi làm đi, vậy công chuyện hồi xưa giờ của ai thì đó nấy làm. Dạ. Vậy cho gọn, giống như là về chung một nhà mình cứ thương yêu nhau mà đùm với nhau thôi. Con trai cô có đi làm không? Đi làm, nó đi làm lao động chân tay, nó cứ người ta kêu gì đi làm đó, nó cũng không có nhà đó. À. Em thứ ba thì bổn phận nhỏ nên nhà là cơm nứa, còn em út thì ở nhà đó thì cái dẫn dắt chị hai này kia nọ với lại con cái. Mấy người khiếm thị nó hay lắm. Dạ. Nó có định vị hết á. À. Nhiều khi hả cô để ý nha, như về mình coi thử làm sao, về thì thấy hậu ngày nó đi này kia nọ, đường đi nước bước chỗ nào là nó biết hết, là tự một mình nó săn sóc lo lắng cho nó thôi. Nhiều khi mình thấy thương lắm, nhiều khi về tới tự lên phòng, lên cái là tự đi mở cửa đi vô, tự lấy đồ, tự đi tắm. Cô thấy mà mình xót trong lòng mà mình nghĩ thấy tội nghiệp quá, mới nói với thằng con lên á thì phải mở đèn lên kệ nó, nó sống nhiều khi nó sống trong bóng tối vậy, nó cũng vậy, nhưng mình mở đèn. Nhiều khi có em bé hay kia nọ mình mở đèn cho nó có ánh sáng, đừng có gì cho nó sáng xuống này kia nọ, chứ đừng có sống trong bóng tối đó. Thấy con mình nó sống bóng tối mình thấy cũng tội, mà thằng con nhiều khi nó hình như nó sống vậy cái nó cũng bắt chước nó quen, không quen luôn. À, đó à. Mỗi lần con mà lên thì hả cô cũng hay đi theo coi làm sao, mới là thằng con mở quạt mở đèn lên cho nó sáng sủa, đang có em bé. Nhiều khi á em bé này kia nó thích nghi này kia nữa đó. Dạ. Bởi vậy chỉ dẫn từ chút hết. Mẹ chồng con á Thảo là thương lắm luôn á, nãy giờ nói tới con dâu là rất là xúc động luôn đó, cảm giác lắm. Rằng cái sự yêu thương của mà mẹ chồng á. Bước lên mắt lên nha con, bước lên. Rồi. Rồi. À, mời cô ngồi đây à. À, mời con ngồi, con ngồi đây đi con. Dạ, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rất vui được chào đón hai mẹ con đến đây tham gia chương trình. Xin mời cô giới thiệu về mình. À, cô là Nguyễn Ngọc Thủy, năm nay cô 54 tuổi. Cô ở phường 14, quận 6, Tân Hòa Đông. Đây là dâu của cô, còn giới thiệu con đi. Xin chào chương trình, xin chào MC anh Quỳnh Linh và chị Lê Lộc. Em tên là Danh Hữu Thảo, em đến từ Sóc Trăng, năm nay 29 tuổi. À. Chào chị Thảo nha. Mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được tháng. Hả? Được nhiêu? Dâu mới. Được tháng hả? Dạ. Trời ơi. Giống như trong dịch thì bước qua nói chuyện này kia, mà tại kẹt dịch thì thôi để tiền xả dịch ra mới đi cưới. Hả? Trong dịch mới cưới à, đó. Vậy là cô dâu mới tạnh. Mới luôn, ha? Mới tạnh. À. Biết cô dâu này rồi thông qua như thế nào hả cô? Trai nó quen, hai đứa quen nào cô cũng không biết. À. Chứ giờ hả nó dễ nói mẹ sao con hả thương Thảo quá, không thấy đường mà đi về quê, không biết có đi được hay không, hay là sợ người ta gạt. Mà cô cứ nghĩ nó chắc duyên nợ này của nó quá. Tự nhiên mà nó suy nghĩ, đầu ngồi đâu mà suy nghĩ cái nhớ vậy, vậy bắt đầu nó mới nói mẹ biết sao Thảo người kiếm thị á mẹ, nó không có thấy đường nên con thương nó lắm đó. Cô thấy ấn tượng điều gì với nàng dâu này? Nàng dâu này thiệt á, cô nghĩ cô thương lắm. Trai mình thì nó cũng hơi có tật, nếu mà nói về con gái thời bây giờ á đòi hỏi cao lắm, nhưng mà cái này hiếm thị thì mình thấy hiếm thị nhưng mà cũng có cái nét hay. Ví dụ mà hả về cái vợ chồng lo lắng với nhau khỏi dòm đông tay, kệ đi, bây giờ mình trông có sức khỏe mình phụ với con, lo lắng cho hai đứa nó, mình dán dìu dắt con nó nữa, con nó đàng hoàng, con nó dìu dắt hai cha mẹ nó thôi. Hay quá đó. Và mẹ rất là nhân văn nha con nha. Chị Thảo ơi. Dạ. Cái lần đầu tiên mà khi mà chị nghe được giọng nói của mẹ chồng tương lai đó, chị cảm nhận mẹ là người như thế nào? Dạ mẹ em rất hiền. Dạ. Dạ nó biết đồng cảm cho em nữa. Vậy hả? Ủa Thảo có nhìn thấy mờ mờ gì không? Dạ không. À không nhìn thấy luôn. Dạ. Thảo ở huyện nào? Sóc Trăng? Dạ Mỹ Xuyên. À Mỹ Xuyên, Mỹ Tú Mỹ Xuyên hả? Dạ. Rồi làm sao lại quen được với ông xã này? Em đi học lúc em 10 tuổi lên đây lâu rồi. Cái học thời gian đi làm á, em quen trên mạng thôi.
Dạ. Quen trên mạng là mình quen qua Facebook á. Rồi chị nhắn tin bằng cách nào? Dạ em, tại vì của người khiếm thị có hỗ trợ giọng nói của điện thoại á. Đúng rồi, có giọng nói rồi có những cái thiết bị á. Mà cái chữ nổi này kia đó. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Quen đâu còn gần nửa năm anh. Chưa nói chuyện điện thoại thì 3 tháng, còn gặp cũng 3 tháng luôn. 3 tháng gặp hả? Dạ. Cô cứ nghĩ thì bây giờ thì giống như là duyên nợ nó tới rồi. Con thương đâu thì mẹ cưới đó. Nếu con thương thì phải thương thật lòng. Cặp mắt đó là nó nhờ con đó nha. Con phải dẫn dắt nó đi hết cuộc đời. Chứ mẹ thì bây giờ mẹ chỉ phụ tới đâu hay tới đó. Thì nó nghe thì nó cũng chịu. Thì mới chỉ xuống về quê làm lễ. Đi xuống dưới thì cũng hai bên nói chuyện. Này mẹ nói thiệt như không? Nhiều cái, bởi nhiều khi dâu mới mà tại sao mẹ tham gia chương trình này lên? Tặng cho con vẫn lòng tin là gia đình vẫn thương con, vẫn lo cho con hết. Về dưới thì cũng làm lễ kiểu như dâu mới. Thì với lại dân tộc thì ta làm phải đúng lễ. Cô cũng làm nhiều người giống như ở đó. Thì ở nhà thì bà con dòng họ với lớp xóm cứ nói gì? Trời ơi, thằng Phúc đâu đến đổi đâu mà tại sao đi cưới như vậy? Ai nói cô không để ý tới. Bắt đầu cái nói chứ thì làm cho nó gọn thôi, đã dịch mà làm cho đúng lễ đúng nghĩa này kia nọ. Nhiều người nói nó, cô cũng nói thôi, đời con gái ai cũng muốn cho mình được vui vẻ và được giống như cái vẻ đẹp của mình được nó phơi bày, mà mình cứ người này nói vô nói ra cái cô thấy cô không chịu, nó hơi kệ. Tiền nhiều khi mình hết thiệt nhưng ngày mai mình có lại, nhưng mà mấy cái này nhiều khi mình muốn làm nữa đâu có làm được đâu. Dạ, đúng đó rồi. Cưới xong nữa đi đưa dâu lên, cô cũng ra dước dâu vô đâu đó cho đàn tôm tắt lễ nghĩa luôn. Đúng rồi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cái ngày mới về làm dâu á chị Thảo, mình có gặp khó khăn gì không? Dạ không, tại vì em chỉ đi làm, em làm vật lý trị liệu ở Gò Vấp lận. Sáng em đi tới vật lý trị liệu á. Vật lý trị liệu hả? Dạ. Làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ 10 giờ sáng em đi tới 10 giờ tối em về. Mẹ chồng nè, khi cưới con dâu về đó, mình có muốn con dâu như thế nào với gia đình không? Thời bây giờ 4.0 rồi, không phải như xưa mình. Dạ. Giống như hồi xưa nếu mà cô chưa gặp Thảo cũng vậy đó. Cô nói nếu mà cô mà có con dâu, cô rất thương và dễ. Không bao giờ mà kiểu như là giống như hồi xưa mà cơm canh nước mà phải canh chừng. Dạ. Cô nghĩ vậy đó, nên chỉ trông về đứa này đứa kia đi làm đi. Vậy công chuyện hồi xưa giờ của ai thì đó nấy làm. Dạ. Vậy cho gọn, giống như là về chung một nhà, mình cứ thương yêu nhau mà đùm với nhau thôi. Con trai cô có đi làm không? Đi làm, nó đi làm lao động chân tay, nó cứ người ta kêu vậy đi làm đó, nó cũng không có nhà. Em thứ ba thì bổn phận nhỏ nên nhà là cơm nước. Còn em út thì ở nhà đó thì cái dẫn dắt chị hai là cái nọ với lại con cái. Mấy người khiếm thị nó hay lắm. Dạ. Nó có định vị hết á. Nhiều khi hả cô để ý nha, như về mình coi thử làm sao. Về thì thấy cậu ngày nó đi này kia nọ, đường đi nước bước chỗ nào là nó biết hết. Là tự một mình nó săn sóc lo lắng cho nó thôi. Nhiều khi mình thấy thương lắm. Nhiều khi về tới tự lên phòng, lên cái là tự đi mở cửa đi vô, tự lấy đồ, tự đi tắm. Cô thấy mà mình xót trong lòng, mà mình nghĩ thấy tội nghiệp quá. Mới nói với thằng con lên á thì phải mở đèn lên, kệ nó. Nó sống nhiều khi nó sống trong bóng tối gì nó cũng vậy, nhưng mình mở đèn. Nhiều khi có em bé hay kia nọ, mình mở đèn cho nó có ánh sáng, đừng có gì cho nó sáng xuống này kia nọ, chứ đừng có sống trong bóng tối. Đó, thấy con mình nó sống bóng tối mình thấy cũng tội, mà thằng con nhiều khi nó hình như nó sống vậy cái nó cũng bắt chước, nó quen. Quen luôn. Đó, mỗi lần con mà lên thì hả cô cũng hay đi theo coi làm sao, mới là thằng con mở quạt mở đèn lên cho nó sáng sủa. Đang có em bé nhiều khi, khi á em bé này kia nó thích nghi này kia nữa. Dạ. Yeah. Bởi vậy chỉ dẫn từ chút hết. Mẹ chồng con á Thảo là thương lắm luôn á, nãy giờ nói tới con dâu là rất là xúc động luôn. Đó, cảm giác lắm. Rằng cái sự yêu thương của mà mẹ chồng nó lớn lao lắm á. Yeah. Thảo. Rồi mình có nghĩ là mình sẽ làm việc gì ở nhà nhẹ nhẹ để cho nó gọi là vui nhà vui cửa không Thảo? Nếu mình đang bệnh á, em chưa làm được gì, em có thể ví dụ chén giặt đồ này kêu làm được hết á. Làm được hết á. Giống như đồ đạc thì kia nọ, thế thì muốn nấu mì nấu cháo ăn liền gì thì tự nấu, hai vợ chồng nó lên nó nấu được hết. Tự nấu luôn. Dạ. Rồi giặt đồ luôn. Dạ. Quét nhà quét cửa luôn. Đúng rồi, ngay cái phòng đầu tiên rồi đâu nó đó. Trời ơi, thấy thương quá hả? Bữa nay lên chương trình này cô cũng nói thiệt luôn. Dạ. Tại vợ chồng cũng mới cưới,
theo lẽ là hả, mẹ chồng nàng dâu này là phải làm dâu ha với mẹ chồng này kia nên nó lâu, nhưng mà cô tham gia như vậy nè biết sao không? Tại vì nhiều người cứ nói ra tiếng vào. Đúng rồi đó, và mình sợ nhiều khi hả, con dâu mình nó nghe nó bắt đầu nó suy nghĩ không biết người đó thật lòng với mình hay không đó, nên cô mới đăng ký cái này. Nhiều khi người ta nói mà người ta không suy nghĩ, dắt đi làm nên ra đi làm chờ ai vậy? Nhỏ nào cũng nhỏ mù quá hả, cưới hả, người già nào về phụ lo với mình chứ cưới như vậy mình lo cũng vậy, mình cứ làm thinh vậy thấy nó hay hơn. Dạ đúng rồi, đâu còn sống mà cô à, đôi khi là rồi ra tiếng vào đó. Nó cũng rất là nhiều đó à, mình à, miễn sao mình sống đúng cái tâm của mình. Đúng rồi, thật sự nãy giờ Quỳnh Linh cảm nhận cái tâm của bà mẹ chồng cực kỳ tốt luôn. Chỉ mong là hả trời Phật độ mình có sức khỏe đi, mình phụ với con mình này kia nọ cho con cái nó nữa, chủ yếu mình phụ với mình cho nó ăn học nó đàng hoàng nữa, nó nên người nó dẫn dắt cha với mẹ nó đi. Ủa rồi ai đưa Thảo đi làm? Sáng em đi xe Grab, mua gì Grab rồi đó, tối chồng rất về. Tại vì anh làm 7 giờ sáng đi làm rồi, em 10 giờ nữa. Đó là cũng có duyên nợ đó. Đúng rồi, duyên nợ. Linh nghĩ rằng là ông trời cũng có mắt lắm. Có thể đúng mình rồi, muốn biết cái này nhưng mà mình được cái kia. Đúng rồi. À, quan trọng là chúng ta yêu thương nhau và đúng được rồi, bà mẹ chồng gọi là hỗ trợ như thế thì quá tuyệt vời rồi. Rồi mình nấu cơm cho dâu ăn không hả? Ở nhà có con gái nào ngày nó bán cơm ở nhà thì nó bán cơm đó, ở nhà có gì ăn đó hết. Có bao giờ con dâu dọn cơm rồi chuẩn bị cho mẹ chồng bữa nào chưa? Dạ không có. Chưa có đúng không? Dạ. Chắc mình chưa quen được cái vị trí dạ, trong nhà phải không? Đúng chị rồi. Dạ. Rồi mới á. Mới. À, không bữa nào đó, cái mình thứ bảy chủ nhật nghỉ làm đó, cái mình thử mình lặng lẽ mình dọn cơm, cái mình mời mẹ chồng lên ăn bữa đi, bảo đảm mẹ chồng sẽ rất là xúc động luôn. Còn mẹ chồng thì bữa nào cũng tâm sự với con dâu luôn hả? Cũng lên rồi cũng dòm con rồi nhắc chừng con này kia, hỏi con ăn gì chưa, tại vì lúc đang thai nghén rồi nó hành đó. Dạ đó. Nhưng mà mình vẫn đi làm hả chị hả? Lúc này em nghỉ hả chị? Hổm dài nghỉ à. Tại cô nói thôi sức khỏe con này kia nọ thôi con nghỉ đi, chừng nào khỏe đi làm, mà mới về á thì nghỉ ở nhà, nói thôi mẹ thôi con đi làm mẹ thì cũng được, biết sao phải làm quen ở nhà buồn lắm. Dạ. Mình cũng đi làm tối ngày mình cũng biết đó, bởi vậy thôi. Hai mẹ con có hay tâm sự với nhau không? Ít. Ít hả? Tại nó làm về tối rồi cái nhiều khi sáng 4 giờ mẹ đi rồi, 4 giờ khuya là mẹ đi rồi. Mẹ dạ, đi làm gì sớm vậy? Mẹ đi bán, chừng về tới là con đi đi làm rồi, cái tối cái 10 giờ mấy con về là mẹ muốn đi ngủ. Hiện tại trong lòng chị á, chị có điều gì muốn nói với mẹ không? Lúc đầu tiên gặp em không nghĩ là mẹ sẽ chấp nhận em đâu. Em bất ngờ cái mẹ nói không, mình đã khiếm thị rồi, không có sao hết, con đừng buồn vậy trơn á. Cảm nhận về tình cảm của mẹ chồng như thế nào? Mẹ rất thương em, luôn cảm thấy mẹ là người tuyệt vời. Hiện tại thì mình còn cái cảm giác tự ti mặc cảm nữa không? Hình như là hết rồi, tại vì mẹ muốn cho mọi người biết em mới tham gia chương trình này, vì mẹ không có muốn chơi mặc cảm á. Hồi nãy giờ mẹ chị kể về chị á, mặt mẹ chị rất là tự hào á, chị biết không? Mẹ chị vui lắm luôn á. Bây giờ Thảo muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay đi, mình cứ nói hết cái lòng của mình đi, bởi đây là cơ hội mình thể hiện cho mọi người biết là mình như với mẹ chồng như thế nào. Con cảm ơn mẹ đã chấp nhận con. Giữa một cái xã hội cũng tất bật mưu sinh thế này, gia đình của Thảo mẹ chồng cũng không phải khá lắm, cũng đi làm từ 4 giờ sáng, nhưng để chấp nhận Thảo đó là cái tấm lòng rất là tuyệt vời, tấm lòng cao cả luôn đó. Đây là một bà mẹ chồng quá là tốt luôn. Tính nó hả, mai mốt tại giờ cũng còn ở trên cái lầu nên nó đi lên đi xuống nó khó, nên là nó thế giới riêng của hai đứa nó ở trên đó, lâu lâu mình lên dọn với lên cầu thang ngoài mỗi chân đâu có lên nó. Tính rồi mai mốt sau cái là hả cho ở ngoài sau để sửa là ở đâu đó đàng hoàng, hai vợ chồng ở dưới đất đó rồi nó định vị kia nọ, thế nào cũng được hưởng bữa cơm ngon của con dâu nấu. Đúng thôi. Em nghĩ là chị sẽ có cảm giác gần gũi với mẹ nhiều hơn nữa nếu như chị bỏ được cái mặc cảm tự ti. Tại vì mẹ chị là lúc nào cũng muốn dang rộng vòng tay ôm chị vào lòng hết trơn á, vấn đề là ở chị thôi á, chị chỉ cần mở lòng mình ra là chị sẽ cảm nhận được hết tấm lòng của mẹ chị luôn á chị Thảo ơi. Có em gái cứ gửi thư, bây giờ là anh Quỳnh Linh sẽ đọc một lá thư của em chồng nha. Rồi, kính chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, em chào anh Quỳnh Linh và chị Lê Lão. Chào em. Con chào mẹ. Chào chị, em là con gái của mẹ, là em chồng của chị Thảo, cũng là người đăng ký cho mẹ và chị tham gia chương trình. Mặc dù chị mới về nhà mình làm dâu thời gian chưa đủ dài,
nhưng em cũng nhận thấy tình cảm của mẹ dành cho chị rất nhiều. Mẹ thương chị và luôn nói với em là người ta về làm dâu nhà mình cũng như là con gái của mẹ vậy, nên em hiểu chị cũng thương mẹ như thế. Anh hai em cũng thương chị nhiều nữa, lo lắng cho chị và muốn chăm sóc chị cả đời nên mới quyết tâm cưới chị đó. Em biết những cái ngày đầu về làm dâu, chị chưa quen nhiều nơi trong nhà vì không nhìn thấy đường đi. Chị cũng có phần hơi tự ti và mặc cảm, nhưng chị yên tâm đi, cả nhà mình đều thương chị hết đó, không ai chê bai với những khiếm khuyết của chị đâu. Nhiều người hay chê bai, nói ra nói vào chuyện của chị với mẹ. Mẹ thương nên nói với em đăng ký cho mẹ và chị tham gia chương trình để mọi người hiểu chị hơn, để họ hiểu rằng dù là người khiếm thị và khuyết tật thì họ cũng có mưu cầu hạnh phúc và được tôn trọng. Vì vậy chị hãy mạnh mẽ và tự tin lên chị dâu nhé, để chăm sóc em bé trong bụng thật là tốt. Ba mẹ em và anh hai sẽ luôn bên cạnh chăm sóc và thương yêu chị. Em cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã tạo điều kiện cho mẹ và chị em có cơ hội tham gia chương trình để hiểu nhau hơn. Và em cũng mong mẹ mọi người mở rộng vòng tay yêu thương chị em nhiều hơn, dù chị ấy là người khuyết tật đi nữa. Con của mẹ, em của chị, Trần Thị Anh Tuyền. Sao Thảo? Em ngờ là mọi người thương em như vậy á. Thảo vẫn còn một chút tự ti về cái khiếm khuyết của bản thân mình, nhưng mọi người không có thấy điều đó đâu. Bây giờ thôi đứng lên đi. Đứng lên rồi hai mẹ con ôm nhau nào, thể hiện tình cảm với nhau nào. Thảo, ôm mẹ đi. Con nói cảm ơn mẹ đã chấp nhận con. Mẹ cũng thương con lắm. Ai cũng muốn hoàn hảo, nhưng mà số đã định thì thôi, mình phải chấp nhận mình. Mẹ tôi muốn tạo điều kiện là xung quanh con đều có mùa xuân hết, đều vui vẻ, đúng không? Mình cứ vui vẻ với nhau kệ đi. Đó, giờ ngắn ngủi lắm còn. Tới đâu mình tới, đúng không? Tới đâu mình tới. Chúng ta cứ yêu thương nhau. Đó, không? Mẹ em là người tuyệt vời đấy. Hãy yêu thương mẹ và đừng tự ti điều gì cả. Gia đình, ba mẹ, bên ngoại, bên đời vẫn rất thương con. Chung tay đi với con, mà chồng con phải đi với con hết cuộc đời. Tại vì con là phải nương thầy nó. Chúc mẹ con hạnh phúc. Chúc cho Thảo luôn luôn gặp may mắn. Và chúc cho em bé trong bụng mau mau gọi là chào đời, để có thể cùng hưởng hạnh phúc với cả nhà nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Một cái kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ. Em cũng xin được thay mặt chương trình gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình nha. Và con cũng có phần quà dành tặng cho cô và chị. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin gửi tặng cô. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Dạ, em chào anh chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, cô xuống rất là nhiều.